Ngày 4 tháng 11, Phòng Chất lượng Xe Cơ giới Cục Đăng kiểm Việt Nam cho biết, vừa có văn bản gửi các cơ sở lắp ráp ô tô cũng như các tổ chức, cá nhân nhập khẩu ô tô, thông báo về việc xử lý các loại xe có ứng dụng dẫn đường sử dụng hình ảnh vi phạm chủ quyền lãnh thổ Việt Nam. Cục Đăng kiểm Việt Nam yêu cầu các doanh nghiệp phải kiểm tra các ứng dụng, tài liệu và hình ảnh trên các xe ô tô nhập khẩu, sản xuất lắp ráp. Nếu phát hiện có hình ảnh, dữ liệu vi phạm chủ quyền quốc gia Việt Nam thì kiên quyết yêu cầu gỡ bỏ. Cục Đăng kiểm sẽ từ chối cấp giấy chứng nhận cho các trường hợp vi phạm nêu trên, nội dung văn bản nêu. Ngày 27 tháng 10, chiếc Yongguo Yantao Ares trưng bày tại triển lãm ô tô Việt Nam bị phát hiện có phần bản đồ đường lưỡi bò, vi phạm chủ quyền lãnh thổ Việt Nam. Đại diện Yongguo Yan Việt Nam sau đó gửi lời xin lỗi và cho biết, đây là sơ suất không kiểm tra kỹ trước khi đem trưng bày tại triển lãm. Ngay sau khi phát hiện sự việc, họ đã khóa cửa mẫu xe này lại. Trước đó, một lãnh đạo Tổng cục Hải quan cho biết, với chiếc Yongguo Yantao Red có bản đồ đường lưỡi bò vi phạm chủ quyền lãnh thổ Việt Nam, cơ quan hải quan sẽ tham khảo ý kiến Bộ Công Thương, Bộ Văn hóa, Thể thao du lịch và Bộ Tư pháp để thực hiện biện pháp cứng rắn là xử phạt, tịch thu chiếc